Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá sầu riêng mỗi ngày cũng như là thông tin về sầu riêng. Thì như thường lệ thì trước khi mà em cập nhật cho anh chị về giá thì em sẽ cập nhật cho anh chị về thông tin. Thông tin ngày hôm nay là em cập nhật được ở trên hội nhóm nha anh chị ha. Là em thấy có một cái anh thương lái nha anh chị là đến cái chủ vườn á, là chê là sầu riêng nó không có đạt nha anh chị ha, đòi lấy tiền cọc lại và không có chịu cắt nha anh chị ha. Mà trong khi đó thì anh chủ vườn ảnh nói nếu như là không cắt á là anh sẽ bắt cọc nó, mà anh thương lái này anh không chịu nha anh chị á, ảnh diện đủ cái lý do luôn. Và cái đoạn video đó thì em cũng có up ở trên cái trang shop của em á, anh chị cũng có thể là vào xem ha. Thì bây giờ nói chung là mình thấy là cái giá sầu riêng của mình hiện tại là nó cũng đang có lên rồi nha anh chị ha. Mà hiện tại nhưng mà mấy anh lái mấy ảnh vô nhà vườn anh chị cũng trả rất là rẻ nha anh chị ha, trả đâu có là 40.000 à. Em thấy anh chị bình luận nhiều lắm, thậm chí trong cái đoạn mà video em up lên á là anh cắt mấy cái đợt đầu anh nói cái sầu riêng gì đó mà trả có 30.000, anh nhà vườn anh không chịu nha anh chị ha. Thì đó là anh chị có thể là xem lại trên những cái video của em. Rồi thì bây giờ em sẽ cập nhật cho anh chị về giá sầu riêng nè. Đầu tiên thì em sẽ cập nhật tại vựa Mai Ngân cho anh chị cùng tham khảo ha. Đối với mà hàng Thái loại nhất á, thì sẽ dao động từ mức giá từ 83.000 cho đến là 86.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg. Và loại B của mình á, là từ 63.000 cho đến là 66.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C của mình là thương lượng nha anh chị, trái từ 1kg 2 cho đến là 5kg rưỡi. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0928 405 5555. Thì để gặp ngay anh Dương nha anh chị. Và anh chị lưu ý là anh chị gọi là phải trước là 2 giờ chiều nha anh chị ha. Tại vì sau 3 giờ là sẽ có một cái thông tin là giá mới nha anh chị. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật tại vựa là Sông Toàn Phát ha. Thì vựa này thì giá nó cũng nhích hơn cái vựa hồi nãy là một giá nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái loại nhất là từ 82.000 cho đến là 87.000, trái từ 2kg cho đến là 5kg anh chị ha. Và loại B của mình là từ 62.000 cho đến là 67.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C của mình là thương lượng ha, thì địa chỉ là tại là thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk nha anh chị. Và số điện thoại để cho các bạn có thể là liên lạc được là 0974 828 515 để gặp ngay chị Thảo ha. Và một số điện thoại nữa là 090 729 6089 để gặp chị Quyền ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật tiếp tục đây, là dựa này là dựa kho dạng phát thành nha anh chị. Thì đối với mà hàng Thái thì mua chỉ từ là 82.000 thôi, là trái từ 2kg cho đến là 5kg. Và loại B của mình là giảm 20 giá ha. Và loại C của mình là 42.000, trái từ 1kg 4 cho đến là 4kg rưỡi. Và số điện thoại để cho các bạn có thể là liên lạc được là 0985 54 9798 để gặp ngay anh Tý ha. Thì vựa này là bắt dễ nha anh chị, thành ra là mua nó hơi rẻ. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại vựa là Hòa Kim Thắng ha. Thì vựa này đối với mà hàng Thái loại nhất á, thì sẽ mua từ 80.000 cho đến là 85.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg. Và loại B của mình á, là sẽ mua từ 60.000 cho đến là 65.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C là thương lượng ha. Và lưu ý á, thì vựa này thì cũng có thâu mua cái hàng VIP nữa nha anh chị. Nếu như là anh chị có hàng VIP á, thì anh chị cứ liên hệ ha. Và không nhận đối với là hàng gai nù và non yếu nha anh chị. Thì nếu như mà anh chị mà bị gai nù với hàng mà non yếu thì anh chị có thể là liên hệ cái dựa mà của Dương Tiến ha. Thì bữa giờ em cũng hay cập nhật cho anh chị cái dựa của Dương Tiến đó. Tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị một dựa ở miền Đông và một dựa ở Đắk Lắk nha anh chị ha. Thì dựa này là kho, này là kho của bạn Tú Nguyễn nè. Thì đối với mà hàng Thái loại nhất thì sẽ dao động từ mức giá từ 84.000 cho đến là 87.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg ha. Và loại B của mình là từ 64.000 cho đến là 67.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C của mình là 47.000 nha anh chị, trái từ 1kg 2 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C của mình là thương lượng ha. Thì số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được tại khu vực Đắk Lắk á, là 0979 101 601 ha, để gặp ngay em Tú nha. Và tiếp tục là một số điện thoại nữa là 097 5939 151 để gặp ngay em Tuyết, là khu vực là miền Đông nha anh chị. Rồi thì tiếp tục là em sẽ cập nhật cho anh chị tại vựa Gia Long 001 ha. Thì vựa này thì sẽ phát giá tại Buôn Hồ nè, rồi km 31 nè, rồi tại Bảo Lộc luôn nha anh chị ha. Nói chung là thu mua nhiều chỗ đó. Và đối với mà hàng Thái loại nhất á, thì vựa này sẽ mua là 82.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg 2. Và loại B là giảm 20 giá là còn 62.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg rưỡi. Và hàng C của mình là 47.000, trái từ 1kg 2 cho đến là 6kg. Và hàng da lọt là 37.000, trái từ 1kg cho đến là 6kg rưỡi ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được á, là 0383 141 669 để gặp ngay anh Giang nha anh chị.
Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái dựa khác. Dựa này là dựa là Thuận Phát ha, Thuận Phát tại Đắk Lắk nha anh chị. Đối với hàng Thái thì dựa này sẽ mua là từ 82.000 cho đến là 86.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg 2, tỷ lệ 73 ăn lên nha anh chị. Còn hàng B của mình là 62.000 cho đến là 66.000, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg 5. Và hàng su lùa là mình sẽ là thương lượng ha. Đối với mà hàng gai nù, da ruốc, giạc thì vẫn thu luôn nha anh chị, chứ không phải là không thu như những cái dựa khác ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 0937 069 173 để gặp ngay là anh Quang Tuấn nha anh chị. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật một cái dựa khác. Dựa này là tại kho Hải Thuận nha anh chị ha. Đối với kho Hải Thuận thì đối với hàng Thái loại nhất là từ 82.000 cho đến là 85.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg. Và loại B của mình là từ 62.000 cho đến là 65.000, là giảm 20 giá ha, trái từ 1kg 8 cho đến là 5kg 5. Và hàng C của mình là 46.000, là trái từ 1kg 2 cho đến là 5kg 5. Là địa chỉ là tại Nguyễn Trường Tộ, thị trấn Phước An, Ca Đông Bắc, Đắk Lắk nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc là 0981 386 036 để gặp ngay bé Út ha. Đối với mà hàng bị gai nù này nọ là kho này là sẽ không có lấy nha anh chị ha. Và lưu ý là anh chị liên hệ là phải trước là 3 giờ chiều, sau 3 giờ là sẽ có cái thông tin mới nha anh chị. Tiếp tục là em sẽ cập nhật tại dựa của anh Nguyễn Tính Ngoạn nha. Thì cái này đối với mà hàng Thái loại nhất thì anh thu mua là tại Phước An là từ 82.000 cho đến là 85.000. Còn loại B là anh sẽ giảm 20 giá ha, là còn từ 62 cho đến 65. Và hàng C là thương lượng. Thì tỷ lệ thì đối với mà hàng loại nhất là trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg 2 ha, loại B là từ 1kg 8 cho đến là 5kg 5. Còn hàng ri 6 thì anh vẫn mua luôn, anh mua là từ 58.000 cho đến là 60.000 nha anh chị ha. Còn loại B với loại C là mình thương lượng sau nha. Còn ở Buôn Hồ thì anh cũng mua hàng Thái nữa, nhưng mà anh mua cái giá nó không có được cao so với Phước An nha anh chị ha. Ở Buôn Hồ thì anh mua loại nhất là từ 80.000, còn loại B của mình là giảm 20 giá là còn 60 nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc là 0941 706 906 ha. Thì dựa này là có thu mua là hàng gai nụ luôn nha anh chị. Tiếp là em sẽ cập nhật cho anh chị là dựa của anh Hoàng nha. Thì dựa của anh Hoàng là anh có thu mua hàng VIP luôn nha anh chị, giá là khoảng đâu là 95.000. Còn đối với mà Thái thường nha là dao động từ mức giá từ 80.000 cho đến là 84.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 5kg. Và loại B là anh mua là từ 60.000 cho đến là 64.000, trái từ 1kg 7 cho đến là 5kg 7. Và hàng C của mình là thương lượng anh chị ha. Và hàng ri 6 thì anh mua là từ 53.000 cho đến là 55.000, trái từ 1kg 9 cho đến là 4kg 5. Và loại B của mình là từ 37.000 cho đến là 40.000, là trái là từ 1kg 7 cho đến là 5kg 2. Và hàng C của mình là thương lượng ha. Thì giá này là em thấy so với ngày hôm qua là nó là không có đổi ha. Tại dựa của anh Hoàng nè thì ảnh thu mua tại Phước An và Buôn Hồ nha anh chị. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 086 747 9123 để gặp ngay anh Hoàng ha. Rồi tiếp tục là em sẽ cập nhật dựa của anh Thái nha. Thì dựa của anh Thái này thì ảnh cũng thu mua là hàng VIP luôn, thì khoảng đâu là 95.000 luôn. Còn đối với mà mẫu thường thì Thái thường thì ảnh mua là từ 83.000 cho đến là 87.000, giá cũng khá là cao nha anh chị ha. Và loại B của mình là anh mua từ 63.000 cho đến là 67. Và hàng C của mình là thương lượng ha. Và hàng ri 6 thì anh mua là từ 55 cho đến là 57.000 là loại nhất. Và loại B của mình là mua từ 40.000 cho đến là 42.000, loại C của mình là thương lượng anh chị ha. Và số điện thoại để cho anh chị có thể là liên lạc được là 0977 588 0906 để gặp ngay anh Thái nha. Là khu vực này là khu vực Đắk Lắk luôn nha anh chị ha, là anh là mua dễ cũng như là tiền tươi luôn. Thì đó là vậy. Rồi thì hôm nay em cũng đã cập nhật cho anh chị một số dựa như thế ha. Anh chị nào mà muốn quảng cáo giường hoặc là quảng cáo về kho mà cần này nọ đó thì cứ bình luận bên dưới ha. Thì em sẽ hỗ trợ cho anh chị ha. Ở đây là em làm miễn phí nha anh chị, chứ không có là lấy tiền lấy bạc gì hết nha. Rồi em cũng xin được mến chào.